móc này đây đẩy này mới mic đẩy này bộ đẩy X7 đang trưng bày ở giữa kia không à, đây. Đó, này rất là nhiều khách đến trực tiếp này, showroom gì cao yêu ạ. Ở đây bên em đi nhiều lắm. Đây, bác lấy một bộ G4000 X7 đang trừ khoản đây. Và đang xem xe 9 đấy này. Đó, đây xe 9 đấy ạ. À không, đây cháu đang xem đấy, đang ở đây. Chứ còn chú thì chú cứ xong cái cháu cứ đem hàng về tận nhà cho chú luôn. Đó, đang muốn xem bộ xe chín chín đẩy X7 này. Ok, cái xong là xong. Đây bên em đang phơi ghép đấy ạ. Mẫu là thế hệ mới đấy, là xe chín chín, là xe chín chín 340 này, ghép với đẩy ra X7 này. Đó, hôm nay rất là tấp nập, rất là đông nhộn nhịp đấy ạ. À, sau thời gian giãn cách được đi lại thoải mái, khách đến rất là nhiều luôn ạ. Đây là không gian giới thiệu cũng như test sản phẩm. Để các bác và anh em trải nghiệm. Đó. Cái này anh chỉnh hết cho em đúng không? Đấy đó, em chỉnh như vậy là anh hát đấy. Là hoa vành, hành đào rồi. Đây, cảm ơn một bác khách đây, xong rồi đấy ạ. Để các bác cứ đến trực tiếp 133 Trường Lâm, các bác trải nghiệm thực tế. Cứ đến là về là có hàng mang về đấy ạ. Về là có quà. Đấy, về là có quà. Đấy, về là có quà đấy ạ. Đây, vui box nè. Anh có dây này, có đứt bẩy nữa. Có dây để ra ngoài thì hộp X7 nhá, bên em mở nhanh để test cho các bác khách đến lượt. Lần lượt từng top 1 ạ. Đó để X7 đập hộp đấy, bác nào mà yêu X7 này để đến vang X7 thế hệ mới này đập hộp luôn này. Đấy, siêu còn nguyên phẳng ly luôn này. Mùi thơm này. Đó, X7 bán rất là chạy luôn ạ. Đây, một bác xong rồi đây. Rất là cảm ơn bác. Đây ạ. Đấy, thích G4000. G4000 thì quá hot rồi. Cái ngày thì quá hot rồi. Đó, sau đây là đi test là một bộ set 9 này. Một bộ set 9, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Tất cả các loại nhạc, bolero rồi nhạc mạnh rồi hát karaoke. Thoải mái. Chào anh em nhá. Vâng ạ, ok, okay. Chào anh nhá. Hôm nào lại sang tiếp. Vâng, ok anh, hôm nào lại quay trở lại em nhé. Vâng, chào anh. Đó. Chúng ta chờ trong giây lát em sẽ lắp bộ set 9 nhá. Rất là nhiều luôn ạ. Đây, hai ông cháu. Như bên em dẫn nắp đằng sau luôn là nhiều bác nhầm cầu lắm này. Đấy, các bác lấy X7 về các bác kết nối một đôi loa, các bác kết nối cầu A cho em nhé, cầu A bên ngoài nhé. Đấy, kết nối hai cầu đối xứng để cho nó cái đẩy X7 này nó gánh cho nó cân nhé. Các bác đấu chung một cầu nó lệch đấy ạ, làm rất nhanh nóng. Đó, các bác nên đấu chia ra cho em đều như thế này nhé, cầu A này, ở trong là cầu B này. Đó thì chúng ta đang kết nối một đôi cầu A, chúng ta cho bên này cầu A để nó gánh đều cái con đẩy X7 này chạy cho nó bền. Đó, xe thứ 9. Đang chuẩn bị lên nhạc để test nhạc đấy ạ. Vâng, xe 9 các bác nhìn cận cảnh phía sau cái căng đấy ạ. Đó, một bác 40. Hai chung và ba loa chép. Đó, hai chung và ba loa chép. Trong đó một hai loa chép giấy, một loa chép kèn. Vâng, lên nhạc rồi các bác nhé, lên nhạc rồi. Sau quá trình mình đang set up và kết nối lên nhạc của các đẩy liền vang X7 và một bộ một loạt piano set 9 và bác khách đang trải nghiệm phía đằng sau. Đó, đang trải nghiệm đấy ạ. Đấy, nghe nhạc vàng nên những bản nhạc vàng rất là huyền ảo luôn. Rất huyền ảo sâu lắng. Xoay lòng anh
Vâng, em đang ghép thêm một con Sub Vigor VK2012 Plus. Dương bác con này công suất 500W, đánh được cả loa Pioneer ZX940. Bát rất sâu. Đấy, bát rất sâu luôn. Đây bên em đang chỉnh nó phù hợp. Đó. Súp nghe ra mà. Chơi hoa thì ngắm gần. Em nghe câu dân ca. Giận mà thương sao mà ra. Nhưng khi mà thêm súp vào cái giải nó rất là sâu. Nghe cái tiếng sâu trầm nó rất là đạt. Tiếng siêu trầm xuống rất là mê hoặc. Đang chuyển bài qua cảm nhận. Vâng, cảm ơn bác khách đã ủng hộ bộ tô hình. Cái xin lỗi chiều chú ấy đi. Đó thì quay trở lại với bộ cấu hình của bác khách tại đây thì có một đôi loa TS9 này, một đẩy đến vang DC7 này, một Sub Vigor VK2012 Plus các bác nhé. Một bộ cấu hình cũng rất là chuyên nghiệp rồi, đầy đủ siêu trầm, mic rồi vừa nghe nhạc vừa hát karaoke rất là ngọt ngào. Đó, rất là cảm ơn bác khách, chúc bác luôn sức khỏe. Thì đó, bên em sẽ có cái video review lại cái cất cảnh lắp đặt tại nhà bác. Bộ thì cái gì chạy.